Chào các bác nhé. Hôm nay thì mình có thời gian rảnh một chút đấy, thì mình đi quay cái rừng của một bác đã trồng được là 15 vạn cây. Mà 15 vạn cây quế này ấy, thì trồng từ khoảng 5 năm cho đến là 15 năm thôi. Đấy. Cái câu chuyện như sau này. Bác ở đằng sau đây. Thì là do bác là không muốn lên, lên hình, đâm ra là thôi thì mình cũng gọi là giữ cái tên cho bác, sau đó là mình chỉ quay rừng thôi. Đấy, bác đang ở trên này nhé, đấy đằng sau mình nhé. Thì bác dẫn đi tôi, bác dẫn mình đi để xem cái rừng quế của bác đấy, sau đó để mình quay lại. Khu vực này thì nó cái rừng nó không không phải là dốc đâu, rất là phẳng phẳng đây. Đây các bác nhìn đằng sau đây này, đấy nó không dốc mấy đâu, tức là nó gần gần độ thoai thoải rất là đẹp luôn. Đấy, đất đẹp lắm. Quay lại cái câu chuyện là bác này trồng được 15 vạn cây rồi, mà từ khoảng 5 năm cho đến là 15 năm mà quế ấy. Đấy, 15 năm thì có rừng cũng đang khai thác và có rừng thì bây giờ cũng là đang lên rất là đẹp. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bác xem là đối với cái rừng này ấy, thì là bao nhiêu, và cái câu chuyện của bác này ấy, tại sao lại có được nhiều cái đất để trồng quế như thế. Đó. Đây là cái khu rừng quế gọi là một phần thôi, phần nhỏ của bác đấy thôi. Khu này trồng được là 15.000 cây. 15.000 cây thì thường người ta gọi là 15 vạn cây đấy. Đó. 15 vạn cây quế mà dạng ở đây là 6 năm. Gần được 6 năm thôi. Đối với đồi quế này ấy, nó đồi quế này thì rất là đẹp luôn các bác ạ. Về địa hình này, thứ nhất thì cái đất nó thoai thoải thôi, thoai thoải đi như này, nó không không phải là đất đang mà dốc quá. Đấy, thoai thoải lên này, độ dốc của đây nó gần như gần bằng 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 thôi, không không dốc. Và những cái cây quế thì nó loại này thì có cây đây là nó khoảng 10 cm đường kính ấy. Đường kính 10 cm vanh có thể là nó vào 20 đâu hơn 30 mấy đấy. Đấy. Cái vanh thì gọi là 30, bây giờ ước chừng này thôi. Thế đối với loại cây rừng này ấy, thì nó cũng có cây khá to đây này, cây khá to. Đất này tốt á, đâm ra có cây thì 10 cm, có cây 7 cm thôi. Đây, cây này có thể là 7 cm đường kính. 7 cm vanh thì vào 20 mấy, 22 gì đấy. Đây này. Và cái có cây thì đây này, khá to rồi. Cây này thì nó vào khoảng đường kính thì vào 15 cm này. Đấy. Vanh thì nó vào khoảng đâu, 40 đấy. Đấy. Đây là ước chừng thôi bởi vì là mình không để đi đo chính xác được. Tuy nhiên thì có cây thì to này. Đây, ở dưới này có vài cây thì to. Đất này tốt đâm ra lại cây thì to lên. Cây này thì nó đường kính khoảng 18 rồi. Đấy, 18 cm rồi đường kính ấy. Và chiều cao của cây này xem nhé. Ở chiều cao thì đâu xem. Đầu này 2 m, 24, tầm khoảng 7 đến 8 m. Đấy. 7 hoặc 8 m đấy. Thấy chưa? Thì quay lại cái câu chuyện là các bác này trồng được tại sao đâu rồi, đi lại lên tận trên kia bác này đó, ở trên kia kìa. Thì tại sao bác này lại trồng được nhiều thế? Thì hồi xưa là trồng được 15 vạn cây nhé, 15 vạn cây quế đấy. Thì hồi xưa ấy thì cái ở khu vực này ấy, khi mà giao đất giao rừng ấy thì là có rất nhiều người sợ bị đóng thuế, nộp thuế đấy, thì là họ không 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 nhận. Đấy, khi mà giao đất giao rừng ấy thì là họ không nhận. Cách đây tầm khoảng 20 năm đấy thì là bố của bạn này ấy thì là cũng mạnh dạn và gọi anh em họ hàng. Đó. Hồi xưa thì lách luật là như thế các bác ạ. Đấy là mình nói như thế thôi, là có 40 45 ha rừng. Đó. Và trồng bây giờ đã được là trồng chưa hết đâu,
trồng được khoảng 15 vạn cây này, 15 vạn cây các bác ơi. Đấy, trồng thì vẫn, đất thì vẫn chưa trồng được hết. Thì vừa rồi có một bác ở khu vực thị trấn lên giả những cái rừng của bác đấy ấy, là rừng bán cây thôi nhé, chứ không phải là tính bán tính chuyển giao đất cho đâu nhé. Thì là bác đấy giả cho những cái rừng 15 vạn cây của bác này ấy là hơn 50 à hơn 25 tỏi. 25 tỏi nhá. Thì bảo là 25 tỏi thì đối với người nông dân thì là cảm thấy là đúng là nhiều đấy. Đó. Thì nhiều đối với người khác thì không biết, nhưng mà đối với người nông dân ấy mà giả cái rừng quế mà 15 vạn cây dạng sàn sàn như này đâu. Có cây thì có thể là nhỏ hơn một chút. Đấy. Và có cây thì to hơn đây. Cây này thì là cây này thì đẹp rồi. Nếu mà đều như này hết ấy thì là chuẩn lắm rồi. Tuy nhiên thì có cây thì là cũng nhỏ thôi. Đấy bằng này. Tính là 15 vạn cây thì vào gần 30 mấy ha đấy. À, thì là được hơn 2, có người giả hơn 25 tỏi nhá. Nhưng mà không đâu, bác này thì là nói chung thì chưa cần tiền để làm gì đâu. Bác không bán. Đấy, không bán đâu, mà bây giờ vẫn giữ lại. Mình thì hôm nay rảnh rỗi thì đi quay phim mà kể lại cho thông tin hay chia sẻ cho các bác. Mà nếu mà bác nào mà có quan tâm hay là muốn muốn được bác đấy chia sẻ về kinh nghiệm ấy thêm ấy, thì mình sẽ đưa địa chỉ cụ thể cho các bác. Đấy, đưa địa chỉ cụ thể cho các bác là ở đâu và trồng như thế nào, tại sao lại trồng được nhiều thế. Vừa rồi thì mình thấy một video cũng ở trên bên Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bái. Đấy, có một anh cũng trồng được hơn 50 ha rồi. Đấy, 50 ha. Nhưng ở chỗ mình ở đây ấy, thì bác này trồng được 15 vạn cây thì cũng 40, gần 40 ha thôi. Khu vực này ấy. Do vậy là về trồng quế thì nói chung thì cũng được, gọi là về kinh tế trong thời điểm bây giờ gọi là được các bác ạ. Đó, thời điểm bây giờ ấy. Nói còn sau này thì mình không biết lắm, nhưng mà bây giờ ấy thì là thời điểm bây giờ thì mỗi 1 kg vỏ quế thì nó dao động tươi ấy, nó vào 18 đến 22 nghìn đồng. Đấy nhá. Còn khô thì nó vào khoảng 53 đến 60 nghìn đồng tùy từng loại quế. Thì bây giờ người nông dân thì cũng thu nhập được khá khá. Và khi trồng quế thì trong thời điểm bây giờ thì gọi là có thu nhập. À, có nhiều bác bảo bây giờ thấy người ta trồng nhiều thì sợ. Thì các bác đừng nên, nếu mà sợ thì cái gì cũng sợ ấy, thì không bao giờ gọi là mình làm được cái gì cả đâu. Đấy. Thì ở đây là mấy năm trước thì những cái cành nhỏ như đây ấy, thì này vứt đi thôi. Nhưng mà mấy năm nay, 2 năm nay thì có nhà máy rồi. Những cái này tí nữa lại thu vào, sau đó lại mang đi bán ở cái người ta thu mua ở các trạm đấy. Mỗi cân ở đây bây giờ được 1.000 thôi, gọi là 1 ca thôi, cả lá lẫn cành luôn, cành nhỏ như này đấy, lá lẫn cành luôn. 1 ca thì đối với người nông dân mà đi vừa đi tỉa cành nhưng vừa mang về ấy, bán ấy thì cũng được khá khá đấy. Đó. Đấy là mình chia sẻ về cái rừng của bác này mà trồng được bằng đấy. Trồng được quế thì bằng đấy. Thực ra là quế ở khu vực mình ấy thì không phải là quế nó có tuổi nhiều đâu. Có nghĩa bên mình chỉ phát triển được khoảng 10 mấy năm nay thôi. Cho là khoảng 20 năm nay đổ lại này thôi. Thì là trồng mới nhiều, và mấy năm nay lại trồng nhiều hơn nữa cơ. Đấy, mấy năm nay thì cả vườn ươm này, cả quế này thì cũng trồng được nhiều. Đó. Thì là rừng này ấy, các bác nhìn thấy đẹp không? Nó thoai thoải thôi. Nó thoai thoải rất là đẹp. Đi đi nó không dốc lắm. Và trồng thì cây, mỗi cây cách cây là có cây khoảng 2 mét, có cây thì mét dưới. Cây đây là cũng chắc là đấy, tỉa đi những cây nhỏ thôi. Cây nào không lên được thì là tỉa đi rồi. Đó.
Đẹp chưa? Đó, các bác tham quan lại một lượt nhé. Thấy chưa, bạt ngàn chưa? Đây chỉ là một vùng thôi, mới trồng được là hơn vạn rưỡi thôi rừng này đấy. Hơn vạn rưỡi mà nhìn đã thấy nhiều lắm rồi. Thấy chưa? Đấy, quanh này. Thấy đẹp chưa? Bạt ngàn nhé. Bởi mình không có flycam thì mình quay kiểu này thôi. Các bác cả điện thoại mình thì hơi cùi nữa cơ. Thôi thì có thông tin để chia sẻ cho các bác là được rồi. Các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Các bác mà có muốn hỏi hay là muốn có một cái thông tin cụ thể về về bác này thì là các bác cứ comment vào phần dưới và mình sẽ trả lời nhé. Đối với bây giờ ấy, ở trên đây thì mình không thể thông tin cụ thể địa điểm và nơi của bác được, bởi vì theo cái chế độ chính sách của bên nhà mạng, về bên YouTube hay là bên TikTok đấy, thì người ta không muốn chia sẻ về cái địa điểm cụ thể. Còn khi nhắn tin qua ấy thì mình có thể là chia sẻ cho các bác cụ thể hơn. Đó, cụ thể hơn là địa điểm và người và bác này. Đó, tên tuổi rõ ràng. Đây nha. Thấy chưa các bác, thấy chưa, đẹp chưa? Thôi thì các bác cứ trồng quế đi. Thôi mình nói thế, các bác cứ trồng đi. Đấy nha, trồng đi để phát triển kinh tế. Còn là tới này ấy, tới này thì nó như thế nào thì cũng chưa rõ. Tuy nhiên trong thời điểm bây giờ thì quế thì đang được giá. Nó gọi là được giá nhưng mà nó cứ bình bình là bằng đấy là được rồi các bác ạ. Đó, nó cứ bằng đấy là mình ổn định được cuộc sống rồi. Đấy, từ các khu vực, các tỉnh mới phát triển như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn ấy là mới phát triển thì không có thể không bằng ở bên Yên Bái, Lào Cai. Đó, nhưng mà cũng về số lượng thì cũng nhiều rồi, nói chung gọi là nhiều. Và về cây giống nữa cơ, cây giống cũng phát triển mấy năm nay là nhiều các bác ạ. Xin chào nhé, chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau.